gầm không xuống được rồi nhá. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hải Super Cup Vlog nha. Hôm nay tôi làm video này cùng với anh em là chúng ta sẽ thử cái độ gầm của con Lamborghini, xem coi là cái phía trước nhà mình ấy là mới vừa làm cái vỉa hè, nên là bây giờ mình thử coi cái độ gầm của con Lamborghini này nó có thể là xuống được không các bạn nha. Tại vì mình nghe nói là các con Lamborghini thật ở ngoài Hà Nội á thì thường thường là lên xuống ở các vỉa hè rất là khó. Đấy, cho nên là hôm nay mình thử nghiệm luôn cái con Lamborghini của mình làm tại nhà. Nên mình sẽ thử xem là nó có lên xuống bực bình thường nhá. Rồi bây giờ tôi các bạn sẽ đi ra. Sẽ đi đây. Thử luôn. Đây bây giờ tôi sẽ khởi động xe và thử. Đây các bạn này, đây cái tí cái vỉa hè nhà mình này, có một nấy thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cân đối, mình thử cho cái xe nó sử xuống được nha. Đấy, cái xe mình làm con Lamborghini á, mình làm là nó cũng hơi cao cao so với bản gốc một chút. Nhưng mình thử thách con nó xem là nó có xuống được cái vỉa hè này hay không. Cái này nó không thấp mà. Anh em nhìn thấy này. Đấy. Mình gióng xem là nó có thể xuống được hay không. Rồi, bây giờ tôi với các bạn đi vào thực tế thử nghiệm luôn. Đây con Lamborghini đây. Mình sẽ thử. Sẽ thử luôn. Rồi, mình vào mình thử luôn anh em nhá. À, trải nghiệm thực tế xem là nó xuống này không. Bây giờ mình sẽ khởi động máy là mình phải đâu rồi, xem là nó hoạt động thế nào. Chờ một chút nha anh em nha, chờ một chút cho cái đồng hồ này nó lên đầy đủ, nó ổn định là chúng ta mới bắt đầu là chúng ta thử. Thì bây giờ nó đang là số 1 này, mình phải chở về mô này nhá. Đây, mô này, bây giờ là mô này. Đấy, mình sẽ đè này. Để nó đè nhá. Tiếng nổ như sấm này anh em ạ. Bấm. Gầm không xuống được rồi nhá. Qua đi. Tháo cho anh em ạ. Cái gầm thế này sao mà lên được. Được rồi. Quá là sát luôn, gầm hiện tại bây giờ là đang bị dính ở phần gầm kia cho không xuống được. Đấy, đi Lamborghini là rất là khó này, rất là khổ này, thấp gầm này rất là khổ. Thank you.
rồi anh em ơi. Đây thấy chưa? Bây giờ nó đã bị sát cái này, sát gầm rồi nhá. Không thể lên được nữa. Không xuống được. Bây giờ không xuống được, không lên được. Ở phía đầu thì sát chỉ thế này rồi. Nếu mà lên nữa là mắc ở đây luôn. Tí nữa là mắc ở đây luôn. Không lên được. Đấy. Nó phức tạp khó khăn. Mình nghe đến dập phát là thấy nó xe nó không cử động nữa rồi. Nó nằm chết một nơi. Nên là những con xe mà thấp gầm thế này là đi là anh em mới lưu ý này, rất là khó, rất là ấy. Con này thực ra chỉ đi đường bằng thôi, đường bằng thôi anh em ạ. Chắc là bó tay cho một siêu phẩm. Siêu phẩm đáng tiếc là không thể đi các cái đường như thế này được. Các cái dòng xe này thì để chơi thôi, đi chơi thôi. Trên đường phẳng và đường không có gồ ghề. Chứ như đường này thì bó tay rồi anh em. Bó tay rồi. Phát này là hơi mệt anh em ạ. Phát này là bây giờ là phải dùng sức để cho nó lên. Dùng sức cho nó lên. À. Bánh này có vẻ là nôn hơi anh em ạ. Bánh này nôn hơi này. Bên này là hơi nôn hơi một chút anh em. Bây giờ mình thử bơm căng để mình xem là nó có được cải thiện hơn được nhá. Nó bị xuống hơi đó. Nó bị xuống hơi nên bây giờ mình sẽ bơm thử là nó có nhúc nhích được không. Như cái đường cũ như hôm trước thì là đi lên đi xuống thoải mái, nhưng mà đúng hôm nay họ làm mình tưởng là họ tôn cao, nhưng mà thực ra là đường này bây giờ lại họ làm thấp hơn cái nền ngày trước, làm thấp hơn nên là lên xuống rồi lại khó thêm. Mấy lần trước mình xuống là mình dùng mình lùi anh em ạ, mình lùi nên là nó rẻ, mình lùi nên là cái gầm nó đằng sau nó cao mà. Sau nó cao nên là mình gầm lùi nó rẻ dàng. Nhưng lần này là mình xe năng như thế này mình để mình đi tín. Tín là bó tay luôn, bó tay. Nhưng mà bên này là hôm nay là bánh hơi bên này nó hơi yếu này. Căng thêm một tí để xem thế nào. Đây là ăn đinh rồi đây. Ăn đinh rồi. Mệt thế này. Thêm chút nữa. Không thấm vào đâu cả.
Rồi bây giờ mình thử nhá. Bây giờ mình thử lên lại có được không? Được không? Nhìn cái quy định của có hở gầm không? Có hở gầm không? À, hở nhiều không? Ra nhìn anh em ạ, không ổn đâu. Nếu mà mình ra là sẽ ăn vào cái này, sẽ dính cái này là sẽ gãy cái lưỡi gà trước luôn, bắt đầu sốc trước. Cái này bây giờ sát đây này, sát thì xịt rồi, và từ đây đến đây khoảng 35 phân. 35 phần thì nếu như mà tính theo cái tỷ lệ mà độ chênh lệch ấy, thì giờ cái khoảng cách xa cái về cái lề bê tông này và cái độ thấp cao này là nó không thể đủ để nó kích lên được. Nếu bây giờ mình mà đi tiếp ấy, là sẽ va vào cái này và mình chỉ sợ là nó vỡ luôn cả hệ cả cái khu vực cái đầu này là bố mẹ luôn, ăn đủ luôn. Đấy, đây là phức tạp. Phức tạp quá. Dừng đi con. Hiện tại bây giờ là mình phải dùng ván, mình phải dùng ván để mình làm một cái cầu để mình cho nó lùi lại phía sau, và mình sẽ dùng cái tấm ván dài để mình kê mình thành cái đường cho nó xuống thì nó mới xuống được.
Như hiện tại thế này mình mà tiếp tục mình ra này, tiếp tục mình ra là nó sẽ bị cái đằng trước ăn ngay đằng trước luôn. Nên là nếu mà hỏng cái đằng trước là mất rất là nhiều công. Bây giờ thì tôi sẽ dùng ván để kê cho nó lùi lại anh em nhá. Kiếm ván để kê nó lên. Kê chỗ này lên. Lùi trở lại. Cào sợ ăn văng mẹ cái này. Hỏng cái này là bố mẹ này. Bây giờ thử lùi cái ván thử lùi vào có được không? Đây đâu? Đây đâu? Lên nữa. Rồi. Rồi chị. Qua cái bê tông đúng không? Qua rồi, lên nghiêng được mà. Ha 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 ha.
Đấy rồi. Nhà này cái tiêu đít. Không biết bên không biết à? Lúc nãy thử nó xuống cái chỗ hành lang trước à. Sát lên xịt. Chết mẹ đây. Sợ con gái mẹ này. Mà mai là vẫn lên, vẫn chạy ở đây được. Mưa gái không? Thấy nghiền giặc một phát. Sát quá. Mà thôi hôm nay vẫn thành công rồi, không vấn đề gì. Vẫn ra được. Mọi cái bữa trước thì ra là mình lùi á. Mình lùi là cái đít nó cao nó dễ ra, hôm nay thử ra đừng tín thế này mà tưởng là không ra là cái thế là mình tính toán là vẫn chưa chuẩn. Đi về em, đi về có là bác đi xuyên đầm nhanh lên, đi nhanh lên, có lần đầm người nhanh lên nhá, chạy đi nhanh đi về đi. Số phải cân lại một chút tí này. Cái tiếng gì sau nó cứ kêu nhỉ. Cái này là gì vậy? Nó lỏng như nơi chú không bác ạ. Không biết nó bị cái gì mà nó cứ hơi kêu. Đây này. Cái bô đây kiểu như bác không ấy lại. Đó là cái bô. Cái vải. Bô rung kinh cực. Ăn vải bô chứ. Vải bô lên kêu. Rồi ăn vải bô. Vải này cái gì bác ạ? Ờ, cái này thì là nhựa không? Cái này thì chả biết gì. Nhựa mà cố định lại chứ. Có tính gì? Ở cái này sao bắt cố định? Đây, có cái cố định mà. Đây, tai này. Sao mình sẽ dùng cái gì đó mình bắt cố định mà. Có thể là quay. Nước à? Nước làm mát. Nước làm mát vào đây. Rồi, đi về đi. Về đi. Để ổn định cái bước khác ta tính.
Wow, quá là vất vả anh em ạ. về đến nhà mà để mà lên được đến cái nền này ạ, tại vì cần rất nhiều người hỗ trợ, tại vì là gừng hậu không có nên là mình vào rất là khó khăn. Đây, hôm nay cuộc trải nghiệm thật là vất vả. Cái kết thử xe hôm nay là một là bị mắc hành lang này, hai là đang đi ở trên đường bị hết xăng. Đấy, rồi video hôm nay xin tạm dừng ở đây anh em nhá. Hẹn anh em video tiếp theo.